Cô thân ái chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta cùng nhau đến với môn học vần. Bài học của ngày hôm nay là bài 99 Vần ô, vần ưa. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đến với hoạt động luyện đọc. Các em cùng mở sách ra và cùng luyện đọc với cô nhé. Các em cùng lắng nghe cô đọc mẫu. U ơ ơ ơ hờ ơ hơ hơ vòi u y a uê uê khờ uê khuê đêm khuya. Bây giờ các em hãy cùng cô đọc trơn lại một lần nữa nha. Ơ hoa hoa vòi uya khuya đêm khuya. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc từ ứng dụng của ngày hôm nay. Ở mỗi từ cô đều để tranh minh họa, các em nhớ chú ý tranh để hiểu hơn về nghĩa của từ nha. Từ đầu tiên, thuở xưa. Từ thứ hai, hoa tay. Từ thứ ba, giấy pơ lưa. Từ cuối cùng, trăng khuya. Bây giờ mình cùng đọc trơn lại trang bên trái nha. Ua, hoa, hoa vòi. Ưa, khuya, đêm khuya. Thuở xưa, hoa tay, giấy pơ lưa, trăng khuya. Như vậy chúng ta vừa luyện đọc xong trang bên trái. Tiếp theo cô mời các em cùng mở sang trang bên phải, cùng cô luyện đọc bài thơ ứng dụng của ngày hôm nay. Bài thơ ứng dụng của ngày hôm nay gồm có 4 câu. Các em hãy lắng nghe cô đọc mẫu. Nơi ấy ngôi sao khuya soi vào trong giấc ngủ. Ngọn đèn khuya bóng mẹ sáng một vần trên sân. Cô lưu ý, khi đọc các em cần ngắt nghỉ hơi sau mỗi câu thơ để đọc cho chính xác hơn nhé. Sau khi luyện đọc xong, các em hãy tìm và gạch chân cho cô tí nào ở trong đoạn thơ có vần mà chúng ta vừa học. Các em đã gạch xong chưa nào? Cùng kiểm tra đáp án với cô nha. Đó là tiếng khuya có chứa vần uê mà ngày hôm nay chúng ta được học. Tiếp theo, cô mời các em cùng đến với hoạt động luyện nói. Chủ đề luyện nói của ngày hôm nay là sáng sớm, chiều tối, đêm khuya. Cô có 3 bức tranh sau. Các em hãy quan sát 3 bức tranh và nói cho bố mẹ mình nghe. Bức tranh nào là sáng sớm? Bức tranh nào là chiều tối? Bức tranh nào là đêm khuya? Và vì sao các em biết điều đó? Và nói cho bố mẹ mình nghe, chúng ta sẽ làm gì vào sáng sớm, chiều tối và đêm khuya nữa nha. Cuối cùng, chúng ta sẽ cùng nhau đến với hoạt động luyện viết. Các em hãy cùng cô luyện viết thật đẹp bài viết của ngày hôm nay nha. Bài viết của ngày hôm nay gồm ơ, ưa, hoa vòi, đêm khuya. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau luyện viết vần ơ. Đặt bút tại đường kẻ ngang số 2, cô viết con chữ U. Nối nét cô viết con chữ O. Lia bút cô viết dấu phụ của con chữ ơ, cô được vần ơ. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau luyện viết vần ưa. Đặt bút tại đường kẻ ngang số 2, cô viết con chữ U. Nối nét cô viết con chữ Y dài. Tiếp tục nối nét, cô viết con chữ A.
kết thúc bút tại đường cả ngang số 2, cô được vần uê. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau luyện viết từ hơ vòi. Đặt bút tại đường kẻ ngang số 2, cô viết tiếng hơ. Cách một khoảng một con chữ O, cô viết tiếng vòi. Cô được từ hoa vòi. Cuối cùng, chúng ta sẽ cùng nhau luyện viết từ đêm khuya. Đặt bút phía dưới đường kẻ ngang số 3. Cô viết tiếng đêm. Cách một khoảng một con chữ O, cô viết tiếng khuya. Cô được từ đêm khuya. Trước khi kết thúc bài học, cô có một số điều cần dặn dò các em nè. Rèn đọc trơn lại cả bài, tìm và gạch chân tiếng trong bài có vần ơ, vần uê. Tìm tiếng ngoài bài có vần ơ, vần uê. Sau đó các em nhớ nhờ bố mẹ của mình chụp hình lại và gửi cho cô xem nha. Cô chúc các em thật nhiều sức khỏe và học tập tốt. Hẹn gặp các em trong bài học sau. Cô chào tất cả các em.